Chào các bạn nha. Hôm nay ngày 28 tháng 4 âm lịch, xưởng mình có tổ chức cúng heo quay để trả lễ cho ông bà cô bác ở đây. Và mình đã giấy làm ăn được phát đạt phát tài, mình sẽ cúng trả lễ. Hôm nay cái xưởng thùng nuôi ong của mình đây, vật tư nuôi ong là mình đã trả lễ cũng heo quay các bạn. Đây heo quay đó. Đó, cũng heo quay. Xưởng mình là chuyên gia công tất cả các loại thùng nuôi ong lấy mật các bạn. Đây là thùng ong nội địa các bạn, thùng nội địa gỗ sầu riêng các bạn, dán về 1/2, cầu 42, ngang 27, lọt lòng sâu 26, dán 1/2, cung cấp trên toàn quốc cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0988388515. Đây mình có thùng ông nội, ông ngoại có đầy đủ các bạn, ông nội, ông ngoại, ông vú. Đây là kho gỗ của mình đây, nó có đầy đủ các loại gỗ khô hết cho các bạn. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0988388515 nhé. Đây thùng ông mình kho đây. Đó. Hôm nay ngày 28 tháng 4 ngày âm lịch. Hình như ngày 15 tháng. Tháng 6. Đây mình có giấy đất đai ông bà cô bác đây, chứng minh mình ăn cho được phát đạt, mình đã kiến con heo quay nên mình cũng trả lễ đây các bạn. Đó. Các bạn nào có nhu cầu thùng nuôi ong lấy mật liên hệ số điện thoại 0988388515 nhé. Mình có tất cả các đủ các loại thùng, thùng ong nội, thùng ong ngoại và ong vú. Đây là thùng vú mình đây. Ong vú. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0988388515. Đó. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 âm lịch, mình có giấy cúng heo quay các bạn, để mình trả lễ cho ông bà phù hộ cho mình làm ăn được phát đạt. Hôm nay mình cúng heo quay đó các bạn. Đây heo quay đây. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một tí vậy ha. Mình chào các bạn nha. Các bạn có nhu cầu thùng nuôi ong lấy mật, tất cả vật tư nuôi ong liên hệ số điện thoại 0988388515 nhé. Chào các bạn.